Sau nhà xin chào tất cả các bác. Mà tiếp tục lên sóng phục vụ các bác chiếc TR8, một con máy em để mã số 20 các bác nhé. Hình thức rất là đẹp đây. Mặt mũi trắng sáng, lưng tôn đẹp phẳng. TR8 năm nay thì bên em bán là 4,8 triệu, bảo hành 1 năm. Đầu năm ngoái thì chiếc TR3 các bác có giá 5,5 triệu rồi. TR8 này 9,5 triệu. Thì năm nay 4,8 triệu rẻ đúng bằng một nửa. Đúng bằng một nửa năm ngoái các bác nhé. Hình thức ngoại thất đẹp. TR8. Về cơ bản thì công nghệ của máy rửa bát từ đời National đến bây giờ thì không có gì thay đổi các bạn, nó chỉ thay đổi những cái tiểu tiết rất là nhỏ thôi. Hình thức bên ngoài một chút, năm sản xuất. Còn về cơ bản thì không có gì thay đổi, cho nên các bác mua máy rửa bát thì mình cứ lựa theo tầm tiền của mình nhé. Các bác mua chứ không phải lo rằng là mua máy ít tiền thì nó ít tính năng hơn nhiều tiền thì không phải đâu ạ. Đây, con này nội thất rất là đẹp các bạn, và cái giá này sáng choang luôn, như mới luôn này. Đây, cực đẹp luôn nhé, thật sạch đẹp. Đây, con máy khá là ok trong tầm tiền. 4,8 triệu thì đúng là thực sự ra nói với các bác, nếu 4,8 triệu năm ngoái thì thậm chí chỉ mua được con na vòm rồi. Có những con na vòm năm ngoái đẹp các bác nhé, năm ngoái năm kia đẹp 4,8 triệu. Đấy. Còn năm ngoái mà mua TR8 này thì thật sự là rất là mắc tiền này. Nhưng năm nay kinh tế nói chung là tổng thể nó khó khăn, cho nên là với cái số 4,8 triệu cũng cảm thấy rất là to rồi. Đấy. Như con TR3 các bác là đang nằm ở góc đây này. Đấy. Năm ngoái 5,5 triệu, năm nay 2,9 triệu. Năm nay nói chung là em bán TR3 năm khá là nhiều vì nó tầm tiền nó vừa phải. Nó cũng không khác gì tính năng các dòng này cả. Chứ nên các bác nhiều, các bác kinh tế mình vừa phải mà lại muốn mua rửa bát thì các bác sang các cái dòng TR3, TR5. TR3 2,9 triệu thôi, TR5 thì 3,2 triệu. Còn các bác nào thích cao cấp hơn, đẹp hơn chút thì các bác sang dòng này 4,8 triệu. Chênh so với thằng TR3 là 2 triệu đấy ạ. Đây 2015 các bác nhé. Đã đẹp luôn. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé. Cảm ơn tất cả các bác.